Xin chào anh chị mình buổi chiều ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 4 nha. Em có cập nhật cho anh chị mình chính là hai bộ mè con bò cái giá rẻ anh chị. Và khi anh em có một chuyến xe giao cặp bò cái xác anh chị, em giao về Hàm Thuận Nam Bình Thuận ha. Đây là những anh chị mình mua thì em sẽ bao ship nha anh chị. Cái bộ mẹ con đầu tiên này thì con bò mẹ thì em kiểm tra thì sát mặt nghiêm chỉnh nha anh chị, sát lưng thì cũng nghiêm chỉnh luôn nha, chuẩn bò. Mông đùi kỳ đuôi hoa thì nó hoàn thiện hết anh chị. Rúng anh chị mình thấy nó dài luôn anh chị không? Giò cẳng nè. Đó, chân móng thì khỏi lo nha, đi đứng hoàn thiện, yếm rúng đầy đủ anh chị, mặt mày đẹp nha. Đó, bò này thì em kiểm tra thì chân mó thì chân móng sò, và con bò cái mẹ này thì bốn chân đều có kiền khú đen hết nha chị. Đó, về màu da thì anh chị mình thấy nè, cái con bò mẹ này thì nó có lông da sát màu thì đỏ mặt ha, không có lem luốc điểm mi chỗ nào. Con bò mẹ này thì nó mới đẻ một con nha chị, mới đẻ một con nha. Tức là lứa đầu tiên này thì đang cung con là con bò cái xin anh chị. Về răng cỏ thì con bò mẹ này thì em có dạch răng kiểm tra ha. Hiện tại thì con bò mẹ này thì nó mới bẻ 2 đầu răng anh chị. Bò mẹ thì thuần tơ nhiều nha. Đó. Bò mẹ này thì hồi nãy thì em đo rồi nha anh chị. Đó, bò mẹ này thì em đo ngay sứ lưng thì nó cao là 1m27 bò ha. Đây là một mẹ một con nha anh chị. Đó, một mẹ một con ha. Đây là một bò mẹ con tơ nữa anh chị. Đó. Cái bộ mẹ con này thì con bò cái mẹ này thì anh chủ nhà trước anh có nói với em thì nó đã lên giống rồi nha. Đó, đã lên giống rồi mà chủ nhà anh muốn bán nha chị. Nên là chưa có gieo tin tại nha chị ha. Đó, bò này em hỏi kỹ rồi. Nó đã lên giống nhưng mà anh chủ nhà muốn bán luôn. Nên là anh chưa có gieo tin tại, em cũng chia sẻ cho chị như vậy ha. Đó, về nhà mình nuôi mình thấy cái con bò mẹ này nó lên giống thì mình cứ kêu thú ơi vô mình bơm cho em ha. Kem hay bơ bơ gì vẫn được. Tại lứa đầu thì đẻ được cái xin rồi anh chị. Cái xin anh chị mình thấy không? Đó, mẹ con này thì nói chung là nó chuẩn hoàn toàn hết anh chị. Đó, và cái bộ mẹ con này anh chị mình thấy cái con bò con bên đây nè. Con bò con này anh chị mình thấy không? Nó cũng bự rồi nha anh chị. Đó, nó cũng bự lớn rồi nha. Bò con này thì em kiểm tra rồi nha. Sái tích đầu chuẩn hết anh chị. Đầu trụi nha anh chị. Đầu trụi sừng da, sái mặt sái lưng là chuẩn hết. Giòn dài, rúng dài giống mẹ nè. Đó, giò cẳng thì trước sau là đi đứng hoàn thiện. Móng sò, khó không có tật lỗi chỗ nào nha anh chị. Không có bú giò hay là đi đứng là có củ xạ gì nha. Tại bò này em kiểm tra rồi nha. Đó thì em giao tới thì chị mình cứ kiểm tra giống như bò em nói nha chị. Thì mình mới thanh toán tiền bên kênh em nha. Cái con bò cái xin con này thì anh chủ nhà trước anh nói với em thì nó gần 6 tháng bò nha chị. Gần 6 tháng bò nha. Màu da thì con bò này anh chị mình khỏi chê nha. Mẹ con này cái màu đẹp anh chị. Không có lem luốc len giá hay là một đốm gì hết nha chị ha. Chuẩn hết. Con bò này thì anh chủ nhà trước ảnh cũng đã sổ mũi rồi ghim dàm ha, nên là bây giờ anh chị mình thấy dàm bọng là có rồi nha. Ok hết nha chị. Con bò này thì con bò cái con này thì em đo ngay sứ lưng á thì nó cao là 1m07 bò nha chị. Đó là em đo ngay sứ lưng của nó 1m07 bò, gần 6 tháng bò anh chị. Cái bò mẹ con cái tơ này thì em sẽ cập nhật giá công khai cho anh chị luôn nha. Với mức giá là 27.500.000 anh chị. 27.500.000 nha. Là anh chị mình sẽ mua được cái bộ mẹ con cái này. Ở một bộ mẹ con cái tơ. Mình đem về nuôi sinh sản lâu dài anh chị. Và để tiếp tục cái hình ảnh của em thì em sẽ sang qua bộ mẹ con số 2 ha. Con bò mẹ bên đây em kiểm tra thì sát mặt sát lưng nó là chuẩn hết anh chị. Mông đùi kệ đuôi hoa thì cũng như là mẹ đầu tiên. Rúng lai chèn, giò cẳng ha. Ok hết anh chị. Bò mẹ này thì lúc trước thì nó có nổi viêm da nhẹ ngay bên hông nha anh chị. Mà giờ hết rồi ha. Nó trầy sơ anh chị. Bây giờ thì lông da đã liền hết rồi nha. Đó, giò cẳng thì chân móng trước sau thì nó là chân móng sò, không bú giò, bú cẳng, không ấp xe, không cổ xạ lan giật như vậy, yếm rúng đồng bài bản ha. Con bò cái mẹ này thì lông da thì nó có lông da sát nè, đống thì màu đỏ mặt như vậy ha, đẹp bò. Chiều cao thì con bò mẹ này thì em đo ngay sứ lưng như vậy thì nó cao là 1m24 cho đến là 1m25 bò nha. Con bò cái mẹ này thì sau này chị nuôi kỹ á chị, nó sẽ nở cái thùng rất là to nha. Tạng bò này thì có thùng dạo nha chị. Ở màu da thì rất là đẹp nha. Giò cẳng lại mầm, móng sò nữa chị. Ở mới đẻ có 2 con à. Con bò cái mẹ này thì em có hỏi thăm các chủ nhà trước ảnh nuôi nha chị. Con bò mẹ này thì anh đã cho gác nọc rồi nha. Gác nọc là bò xin nha chị, xin chẳng bàn của mình nha. Là tính luôn bữa nay là được 2 tháng lẻ 5 ngày rồi nha chị ha. Ở về nhà mình nuôi thì anh chị mình cứ canh thêm giúp em nha chị. Còn cao thì em đo rồi ha, cao mét 45 á chị. Đó, dạm bọng rồi chỗ sẵn hết rồi. Mẹ con thì nói chung là anh chị mình nuôi về nuôi ha. Đó, mẫu thì mẫu đẹp nha chị. Đó, chị mình thấy bò.
Thì bồ này á, thì nói chung là em bán về cho anh chị mình á, thì em sẽ bảo hành cho anh chị mình luôn nha, bao lồi đơm giật xạ trong vòng là 5 tháng nha anh chị ha. Đó, về nhà anh chị mình cứ cắt cỏ mình nuôi bình thường, mình chăm sóc nha anh chị. Tại vì bồ em bán á, thì thường những cái con bồ em lên á, đó thì em sẽ đều bảo hành, dù mắc hay rẻ thì em vẫn bảo hành cho anh chị mình đi ha, chứ không phải là bán cho bán không chứ không bảo hành nha anh chị. Tại em bán bò thì anh chị mình biết ha, con nào cũng được bảo hành hết anh chị đó, em bảo đảm cho anh chị mình nên là mình yên tâm nha. Rồi bây giờ em sẽ sang máy và quay cho anh chị coi về cái con bò cái con nó nha anh chị. Con nó thì nó dạng như mặt mày trụi anh chị, em sẽ quay máy liền cho cô chú anh chị mình coi nè. Con bò này thì em tiến gần lại thì em kiểm tra thì sát mặt sát lưng ha, chuẩn rồi đó. Yếm thì con bò này nó lên phền anh chị đó, rúng thì lai chèn ha, giò cẳng này trước sau thì nói chung là hoàn thiện, không có tật lỗi gì, móng sò. Mặt mày con bò này thì nó dạng như bò mu ha, nó không có sừng anh chị. Còn về chiều cao thì con bò cái này á, thì em đo ngay sứ lưng á, thì nó cao là 1m13-14 bò nha anh chị ha. Đó, cũng lỡ bò rồi nha anh chị. Thì cái bò mẹ con này á, thì em sẽ cập nhật giá công khai cho anh chị luôn nha, là 30.500.000 anh chị. 30.500.000 nha, là cho cái bò mẹ con số 2 này. Thì anh chị mình mà muốn mua hết luôn hai bò mẹ con này á, đó, mua hết hai bò mẹ con này á, thì 56 triệu ha, bao ship nha anh chị. Mua hết hai bộ 56 triệu bao ship nha anh chị. Đó, nên là những anh chị mình muốn mua hai bộ mẹ con này á, thì em sẽ bao ship cho anh chị luôn nha. Đó, còn anh chị mình mua lẻ hai con bò cái sinh con này á, thì một con thì nó cao 1m07, một con thì cao 1m13-14 á, thì hai con bò này em có tách riêng bán lẻ cho anh chị luôn nha. Giá thì hai con bò con này á, thì là 25 triệu nha anh chị. 25 triệu là cho hai con bò cái sinh con tách ra nha. Đó, thì em mong thì những anh chị mình ít tiền á, thì mình có thể mình coi, mình tham khảo, mình thấy giá bò hợp lý ok á, thì mình cứ liên hệ với em nha. Khuya nay thì em có một chuyến xe giao bò về Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận anh chị. Anh chị mình có muốn mua những cái bò mẹ con này á, thì em sẽ ghép xe miễn phí giao cho đến tận nhà cho cô chú anh chị mình cần xa nha. Đó,